Chào các em thân mến, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm Unit 4 Neighborhood trong sách bài tập nha các em. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta học là về hàng xóm của tôi. A, pronunciation, chúng ta cùng đến với phần phát âm trước nhé. Bài số 1, các em sẽ cùng nhau tìm cho cô cái từ nào mà có cái phần gạch chân phát âm khác so với từ còn lại. Chúng ta cùng bắt đầu làm. 1. Chúng ta có từ advice. Như vậy cái chữ y này chúng ta đọc là âm i. I advice. Âm i. Cô B, chúng ta có từ price, cũng là âm i luôn. C, nice. I. Câu D, cảnh sát, là âm e. Police. Như vậy đáp án của chúng ta cuối cùng sẽ là câu D, police. Câu số 2, chúng ta có express, chữ E chúng ta đọc là âm E, express. Exciting, E, exciting. Expensive là âm E. Còn câu D chúng ta đọc là E, excellent, excellent. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng là câu D. Câu số 3, chúng ta có từ coffee, coffee. Như vậy ở đây là âm E ngắn nha các em. Y ngắn. Còn từ C là y dài. Y dài là nó có hai cái dấu chấm than đó. Agree cũng là y dài. Và từ free, y dài. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng là từ câu A, coffee. Câu số 4, chúng ta có từ city. Như vậy là s, âm s này. S, y, city. Còn lại chúng ta đọc là âm cờ, cathedral, âm sờ, central, và cinema, âm sờ. Như vậy chỉ có câu B là chúng ta đọc bằng âm cờ. Đáp án của chúng ta sẽ là câu B, cathedral, có nghĩa là thánh đường. Câu số 5, chúng ta có từ treat. Như vậy là E với A chúng ta đọc là E, treat, treat. E, clean. Câu C chúng ta đọc là great. Như vậy âm này là âm A. A, great. Và E, beach. Các em thấy cái chữ great này khác so với ba cái từ còn lại. Như vậy chúng ta chọn câu C, great. Chuyển sang bài số 2, các em hãy cùng nhau hãy ghi những cái tên cho những cái bức ảnh sau đây. Nhớ là đọc những cái từ to. Và cái chữ đầu tiên cũng đã được đưa ra. À, như vậy là họ đã đưa cho mình cái chữ đầu tiên. Các em nhìn vào bức tranh và các em đoán xem cho cô chữ này là chữ gì nhé. Như vậy câu số 1, các em thấy đây là một cái tòa nhà cao tầng. À, tòa nhà cao tầng thì chúng ta sẽ có từ building. Building. Số 2, đây là một con tàu. Chúng ta có từ ship. Ship. Số 3, đây là phòng tập thể hình hay là tập thể dục. Chúng ta có từ gym. Gym. Rồi, tiếp theo câu số 4, đây là con đường phố. Đường phố chúng ta có từ street. Street. Rồi, ok. Câu số 5, chúng ta có từ thánh đường là cathedral. Cathedral. Các em nhớ nhấn âm tiết số 2 nhé. Cathedral. Qua bài B, các em sẽ cùng nhau học về từ vựng và ngữ pháp. Câu bài số 1, các em hãy tìm cho cô cái từ nào khác loại. Rồi, ok. Như vậy, chúng ta có câu số 1 nè. Grocery. Grocery là cửa hàng tạp hóa nha các em. Đó, như vậy bạn nào chưa biết từ vựng thì ghi vào. Cửa hàng tạp hóa. Restaurant là nhà hàng. Cafe là quán cà phê. Cathedral là thánh đường, đúng chưa? Như vậy ở câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, đúng chưa? Tại vì A, B và C đều thuộc nhóm là một cái nơi để mà mình mua bán.
còn thánh đường không phải là nơi mua bán. Câu số 2, chúng ta có từ better là tốt hơn, smaller là nhỏ hơn, hotter là nóng hơn. Như vậy chỉ có từ worker là khác, tại vì ba cái đáp án còn lại là chúng ta thuộc về so sánh hơn, đúng chưa các em? Đó. Rồi câu số 3 nè. Chúng ta có từ candy là kẹo, bread là bánh mì, cake là bánh, còn từ juice là nước uống. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Vì sao các em? À, vì juice là nước uống, còn lại là đồ ăn, đúng chưa các em? Rồi, như vậy chúng ta chọn câu D nhé. Câu số 4, chúng ta có từ baker. À, cái đuôi er có nghĩa là thợ làm bánh nè. Grocer là người bán tạp hóa nè. Barber là người cắt tóc nè. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu C là neighbor, có nghĩa là hàng xóm. Câu số 5, chúng ta có từ factory là nhà máy, park là công viên, theater là nhà hát và cinema là rạp chiếu phim. Như vậy các em thấy nè, ở đây câu B, câu C và câu D đều là thuộc nhóm giải trí. Cái nơi để mà mọi người có thể tới và giải trí, chỉ có nhà máy là nơi để làm việc. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu A, factory. Mời các em chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Ở bài số 2, những địa điểm này là ở đâu? Các em hãy viết cho cô câu trả lời. Rồi, cô ví dụ nè. À, đây là một cái nơi mà chúng ta có thể đi bộ, chơi và thư giãn, thì đó chính là công viên. Tiếp theo câu số 2, câu số 1, đây là cái nơi mà chúng ta có thể mua buy stamps, là mua cái tem á các em, và letter là thư. Như vậy cái nơi nào mà có tem thư và có lá thư thì đó chính là bưu điện, đúng chưa các em? Ừ. Như vậy bưu điện, như vậy chúng ta sẽ có trả lời là it is a post office. Ok, các em có thể ghi cho cô là a post office cũng được. Post office là bưu điện. Câu số 2, đây là một cái nơi borrow books. Đó, cái từ quan trọng của mình là đây. Borrow book có nghĩa là mượn sách nha các em. Nơi nào các em có thể mượn sách? Đúng rồi, đó chính là thư viện, a library. Câu số 3, đây là một cái nơi mà các em có thể train stop for people to get on or off. Từ quan trọng ở đây là từ train, liên quan tới tàu, có thể dừng lại cho người ta đi lên và đi xuống, thì đây chính là, đúng rồi, ga tàu. Chúng ta có từ ga tàu là a railway station. Railway station. Câu số 4, đây là một cái nơi mà chúng ta có thể do exercise. Chúng ta có từ cụm từ do physical exercise là tập thể dục. Thường có những cái equipment có nghĩa là trang thiết bị nha các em. Đó, equipment là trang thiết bị. Như vậy ở đây chính là phòng tập gym. Chúng ta điền từ a gym. Câu số 5, đây là một cái nơi mà một open area là khu vực mở, có nghĩa là ngoài trời đó các em. Một cái khu vực ngoài trời nằm ở trung tâm của thị trấn hoặc thành phố, thì đây chính là quảng trường. Như vậy chúng ta có cái từ quảng trường là a square. Câu số 6, đây là một cái nơi mà chúng ta có thể see paintings. Painting là có thể xem những cái bức ảnh người ta vẽ, hoặc là những cái công trình kiệt tác nha các em. Ở đây từ works có nghĩa là công trình kiệt tác mỹ thuật. Đây chính là một cái triển lãm nghệ thuật, thì chúng ta có từ là an art gallery. Gallery. Ok. Chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Bây giờ các em hãy nối cho cô những cái nơi mà chúng ta đã vừa điền đó, tương ứng với những bức tranh. Như vậy câu A. Câu A ở đây, hình A ở đây. Ok, để cô coi nào. Câu A ở đây chính là từ thư viện. Như vậy chúng ta sẽ nối A với lại số 2, đúng không các em? Đúng rồi, câu A với số 2 là
a library. Câu B nào. Câu B chúng ta sẽ nối với câu số 4, đó là a gym. Câu C chúng ta sẽ nối với lại số 5, đó chính là a square, đây là một cái quảng trường. Câu D đây là phòng triển lãm nghệ thuật, như vậy là 6, an art gallery. Câu E chúng ta sẽ nối với lại câu số 3, a railway station, đây là một cái ga tàu. Và F chúng ta đây chính là a post office, đây chính là bưu điện. A post office. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài số 3. Hãy hoàn thành cho cô các câu ở thể so sánh đúng của các tính từ nha các em. Ok, như vậy các em nhìn vào đây cho cô nè. Ở đây nó có cái chữ than. Trong unit 4 thì các em sẽ học cho cô về tính từ so sánh hơn, là nó có cái chữ than đúng cho các em. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các em về công thức của so sánh hơn trước khi chúng ta làm bài nhé. Như vậy so sánh hơn thì chúng ta có hai dạng là so sánh hơn đối với tính từ ngắn và tính từ dài. Như vậy so sánh hơn với tính từ ngắn trước nha các em. Ngắn thì chúng ta có công thức là tính từ ADC là tính từ đó. Sau đó các em cộng cho cô cái chữ R. Còn nếu mà tính từ dài thì như các thế nào các em nhớ không? Nếu như tính từ dài thì các em nhớ thêm cho cô chữ more. Sau đó cộng với cái chữ tính từ đúng chưa? ADC và cộng với chữ than. Ở trên này chúng ta cũng cộng với chữ than. Rồi như vậy tất cả các câu ở đây là đều có chữ than rồi đúng chưa các em? Đây đều có cái chữ than rồi, như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cái từ than. Bây giờ nhiệm vụ của các em chỉ cần coi nó là tính từ ngắn hay dài thôi. Ok, như vậy chúng ta có từ narrow. Narrow là một từ có hai âm tiết, nhưng mà chúng ta cũng coi nó như là một âm tiết. Như vậy đây là tính từ ngắn các em, tính từ ngắn. Ngắn thì chúng ta sẽ thêm cái chữ r vào. Như vậy chúng ta có đáp án là narrower. Câu số 2. Xin lỗi, cái này liên quan tới thời tiết, như vậy chúng ta phải chọn từ colder. Lạnh hơn ở phía Bắc thì lạnh hơn phía Nam. Snake là con rắn. Dog là con chó. Như vậy chúng ta dùng từ dangerous là nguy hiểm. Như vậy con rắn nguy hiểm hơn con chó. Đây là tính từ dài, như vậy chúng ta sẽ thêm từ more, dangerous. Câu số 3. Bài tập về nhà thì cái gì hơn so với từ game? Bài tập về nhà tất nhiên là quan trọng hơn. Chúng ta có từ important là quan trọng. Đây là tính từ dài, như vậy các em thêm chữ more vào. Sau đó các em ghi từ important. Câu số 4. The street in my neighbor. Cái con đường ở hàng xóm của tôi thì như thế nào so với của bạn? Cái này liên quan tới đường. Đường thì mình sẽ dùng từ này nha các em. Narrow có nghĩa là chật. Đường chật hơn. Như vậy chúng ta sẽ ghi là narrower. Câu số 5, travel là đi du lịch, bằng máy bay thì nhanh hơn. Như vậy chúng ta có từ faster. Chuyển sang bài số 4, các em hãy hoàn thành cho cô với những cái cụm trong hộp để ở dạng so sánh. Rồi, my brother is more confident. Cô có từ confident có nghĩa là tự tin. Anh trai của tôi thì tự tin hơn, đúng không các em? Như vậy là more than he used to be. Có nghĩa là anh trai của mình bây giờ tự tin hơn so với hồi xưa đó các em. Rồi, my watch là điện thoại, bây giờ thì cũ hơn. Điện thoại cũ hơn khi tôi mua nó, đúng chưa? Than. Ok, như vậy cô sẽ điền vào đây cho nó nhanh nha các em. Câu số 2, các em sẽ nối với câu này cho cô. Hơn là lúc tôi mua nó. Câu số 3, cô ấy thì thu hút attractive, thu hút hơn so với cô ấy hồi nhỏ, đúng không?
Câu số 3. Số 4, tôi bây giờ thì hạnh phúc hơn ở cái trường mới. Tôi, như vậy từ tôi ở đây, câu số 4. Câu số 5, các ngôi nhà ở thành phố thì đắt, à từ đắt nha em. Expensive là đắt hơn so với những ngôi nhà 10 năm về trước. Như vậy đây là câu số 5. Rồi chuyển sang bài số 5 nào. Bài số 5 các em hãy viết cho cô những cái câu sử dụng dạng so sánh của tính từ. Đây là câu mẫu. Chúng ta tiếp tục làm câu số 1. Như vậy sẽ là my is more intelligent. Đây là một tính từ dài cho nên chúng ta sẽ dùng từ more than Kiên. Như vậy bạn Như vậy bạn Mai thì thông minh hơn bạn Hùng, bạn Kiên. Câu số 2, strong là mạnh. Như vậy đây là tính từ so sánh ngắn nha các em. My brother is stronger than my sister. Rồi, big đây là so sánh ngắn, như vậy thêm chữ R vào. My school is bigger. Các em nhớ chữ big là phải double nhân đôi cái chữ G trước khi chúng ta thêm R nhé. Bigger than my brother's school. Chúng ta có từ exciting. Exciting ba âm tiết, như vậy là tính từ dài, chúng ta thêm chữ more vào. Living in the city is more exciting, nhấn âm 2, than living in the countryside. Kết quả thi, cô có từ result là kết quả. Kết quả thi của bạn Peter thì tồi tệ hơn. Như vậy từ bad này là một cái từ nằm trong cái từ đặc biệt các em cần phải học thuộc cho cô nha các em. Cái từ bad này á thì chúng ta sẽ chuyển ra là thành cái từ worse. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là Peter exam result. Are. Ở đây chúng ta dùng từ are chứ không phải từ is. Bởi vì sao? Vì result là danh từ số nhiều. Như vậy từ to be ở đây là dùng từ are. Sau đó có từ bad, các em chuyển lại cho cô thành từ worse than Nick exam result. Ok. Rồi bây giờ cô mời các em chuyển sang bài số 6. Bài số 6 thì yêu cầu các em hãy viết câu so sánh hai xe, sử dụng hình thức so sánh. Rồi lại tiếp tục là một bài về ngữ pháp. Các em hãy cùng nhau làm nhé. Đây là xe luxury và đây là Tinex. Các em có thể sử dụng những cái tính từ như là long. Long ở đây chính là dài. Expensive là đắt. Fast là nhanh. Heavy là nặng. Fashionable là thời trang. Và economical là kinh tế. Có nghĩa là cái nào lợi ích về kinh tế hơn. Bây giờ các em có thể ghi cho cô một vài cái câu mẫu. Ví dụ như là the luxury này thì nhanh hơn đúng không các em? Các em nhìn vào cái dữ liệu của nó kìa thì các em sẽ biết được là nó nhanh hơn so với cái xe Tinex này. Hoặc là cái the luxury này thì nó sẽ nặng hơn đúng chưa? Các em có thể nói là luxury này nặng. Chúng ta có từ heavy. Heavier nha các em. Heavier. Heavier than the Tinex. Hoặc là các em cũng có thể nói là cái Tinex này thì nó sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn là kinh tế đó. The Tinex is more economical than the luxury. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking, là phần nói nha các em. Ở bài số 1, các em hãy nhìn vào cái bản đồ hoàn thành cho cô cái cuộc đối thoại sau đây. Rồi, ok, chúng ta cùng xem nào.
Can you tell me the way to the post office? Bạn có thể cho tôi biết đường đến bưu điện không? Các em có thể nói là first turn left, đầu tiên hãy rẽ trái. Sau đó then turn right, sau đó hãy rẽ phải. Go past có nghĩa là đi qua luôn. Go past a bus station, đó là đi qua một cái trạm xe buýt. Go past, cô ghi lên trên này nhé. Go past bus station. Is it on the left? Nó sẽ nằm phía bên trái của bạn. Is on your left. Tiếp theo. Yes, there's one on the street. Tiếp theo, các em có thể nói là có một cái tạp hóa nào gần đây không? Thì chúng ta sẽ nói sao? Chúng ta sẽ nói là excuse me. That excuse me, is there a grocery near here? Câu 3B, các em sẽ nói cho cô là hỏi is there, thì các em sẽ nói là no hoặc là yes. Ở đây chúng ta chọn từ no, there isn't, là không có. Câu số 4, chúng ta có thể hỏi là cái bakery, cái tiệm bánh mì nó nằm ở đâu? Where is the bakery? Câu số 5, chúng ta có thể xem phim ở đâu trong khu phố này? Như vậy các em có thể nói là there is a cinema, có một cái rạp chiếu phim ở trên đường Bạch Liễu, đúng chưa? Rồi bây giờ làm sao chúng ta tới đó? Thì chúng ta sẽ take the second left, rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Go past, đi qua cái gì đây nào? Go past the traffic light, đi qua cái đèn xanh đèn đỏ luôn. Đây, cô ghi lên trên này nhé. Go past the traffic light and then turn left. It's on your left. Nó nằm phía bên tay trái của bạn. It's on your left. Câu số 6, chúng ta sẽ hỏi là email, cái này liên quan tới email. Tôi có thể kiểm tra email của mình ở đâu? Where can we check our emails? Rồi, ok. Bài số 2, các em hãy hoàn thành cho cô các cuộc hội thoại sau đây về cái hàng xóm của các em. Sau đó thực hành. Excuse me, is there a post office near here? Xin lỗi, có cái bưu điện ở gần đây không? Như vậy các em tự trả lời cho cô nhé. Nếu có thì các em sẽ nói là yes, there is. Còn nếu không thì sẽ là no, there isn't. Câu số 2, bus stop nó nằm ở đâu? Câu số 3, tôi cần thuốc, medicine là thuốc. Như vậy là có cái tiệm thuốc nào ở gần đây không? Where is the bakery là tiệm bánh mì ở đâu? I'm lost là tôi bị lạc. Là tôi bị lạc đường á. Where is the hospital? Cái bệnh viện nó nằm ở đâu? Rồi bài này các em tự làm cho cô. Bài số 3 câu A, các em hãy ghi lại những gì bạn thích và không thích về khu phố của các em. Rồi ok, như vậy like là thích, còn dislike là không thích nha các em. Ví dụ như các em có thể ghi là có nhiều cửa hàng nè, ở gần nhà em có nhiều cửa hàng. Hoặc là ở gần nhà em mọi người rất là thân thiện, friendly people nè. Đó. Rồi cái gì không thích, ví dụ như là con đường thì quá là ồn ào nè, cho nên mình không thích.
hoặc là bị ô nhiễm nè, pollution chẳng hạn là như vậy nha. Các em tự tìm thêm cho cô. Rồi cô Bi, ở cô Bi thì các em hãy làm việc cho cô với bạn của bạn, hãy thay phiên nhau hỏi và trả lời những cái mà các em thích và không thích. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần D là reading luôn. Ở phần D reading câu số 1, các em hãy hoàn thành cho cô, điền vào cho cô những cái từ sau đây. Đầu tiên cô có từ turning. Turn có nghĩa là rẽ, rẽ trái hay rẽ phải gì đó nha các em. Turning là rẽ nè, so là vì vậy nè, meet là gặp nè, number là số, until là cho đến khi nè, get là đi đến, đi đến cái nơi nào đó. Rồi bắt đầu nào. Dear, dear Hà có nghĩa là chào Hà thân mến, đúng chưa? Let's gì gì đó on Sunday evening, hãy gặp nhau vào chủ nhật tại quán cà phê quần anh. Hãy gặp nhau, như vậy là chúng ta từ gặp là từ meet. Let's meet on Sunday evening at quán cà phê on Trần Quang Diệu Street. There's a post office on the corner of the street. Có một cái bưu điện ở nằm góc ở đường. Cà phê thì nằm bên cạnh bưu điện. Có một cái rạp chiếu phim đối diện. Opposite là đối diện với lại cà phê. Ok, như vậy chỗ này, vì vậy chúng ta có thể đi xem phim sau khi chúng ta đi cà phê. Chúng ta điền từ show. To để cái gì tới cà phê, như vậy để đi đến quán cà phê. To get to cà phê, take bus là hãy bắt cái xe buýt number A, bắt xe buýt số 8 tới cái đường Trương Thị. Sau đó bạn sẽ đi qua cái traffic lights là cái đèn giao thông. Sau đó rẽ phải, take the first, rẽ trái đầu tiên. Take the first turning on your right. Ok. Rồi bài số 2, các em chọn cho cô đáp án đúng. Oak City là thành phố Oak. Thành phố Oak là một thành phố tuyệt vời. Có there's so. Có cái gì đây? Nhiều hay là ít? Có rất là nhiều thứ để làm. Như vậy các em sẽ điền cho cô là từ much. Much là không đếm được nha các em. There's so much. So much. Như vậy chúng ta sẽ điền từ much. Rồi tiếp theo, có rạp chiếu phim nè, công viên nè, nhảy disco nè, và có những cái cửa hàng quần áo tuyệt vời nè, và âm nhạc nữa nè. To nhé các em. Và cũng có đó, chúng ta thành từ to có số 2. Thành phố Seoul là một thành phố hiện đại đẹp và không có bất kỳ những cái tòa nhà. Tòa nhà gì? Tòa nhà đẹp, tòa nhà xấu, tòa nhà xinh đẹp, tòa nhà không hài lòng. Như vậy chúng ta sẽ không có những cái tòa nhà xấu xí nào hết, đúng không? Tất cả đều là đẹp. Ugly là xấu. Câu số 4, và cũng có cái gì đó đẹp ở trong xung quanh thành phố. Như vậy là cũng có những cái cảnh, scenery là cảnh nha các em. Scenery là cảnh đẹp này. Câu số 5, không có cái gì ô nhiễm nào. So là vì vậy, because là bởi vì, on đâu là mặc dù, if là nếu. Chúng ta dùng từ từ because đúng không? Không có bị ô nhiễm bởi vì không có nhiều, không có quá nhiều xe cộ. Chúng ta dùng because. Rồi đi bằng phương tiện gì thì chúng ta sẽ dùng với từ by. Câu D. Tiếp theo ở bài số 3, các em hãy đọc cho cô cái email, sau đó trả lời các câu hỏi. Rồi cô sẽ dịch cho em các về cái email trước nhé. Dear Phong, Phong thân mến, xin lỗi vì mình không thể viết thư cho bạn sớm hơn, bởi vì mình rất là bận. Bây giờ chúng mình đang ở trong một cái khách sạn nhỏ gần một cái khu vực mua sắm ở quận 10. Gần cái khách sạn của mình thì có rạp chiếu phim, có bưu điện, một cái siêu thị và một vài quán cà phê. Cũng có một cửa hàng lớn ở cuối đường. Vì vậy cho nên ở đây rất là ồn ào, bởi vì luôn luôn có nhiều xe cộ qua lại ngày và đêm.
ở cái nơi mình sống thì mình sống một cái nơi nó yên tĩnh hơn, và có một vài cửa hàng nhỏ, một ngôi trường và một cái bưu điện ở hàng xóm, nhưng mà không có công viên với lại rạp chiếu phim. Các con đường ở đây thì chật chội hơn, nhưng chúng thì sạch sẽ và không có quá nhiều xe cộ. Cái the air là cái môi trường không khí thì cũng trong lành. Câu số 1, where is Nam staying now? Bạn Nam đang ở đâu? Như vậy các em trả lời cậu ấy đang ở trong một cái khách sạn nhỏ, đúng không các em? Rồi các em sẽ trả lời cho cô là he is staying. Cậu ấy đang ở trong một khách sạn nhỏ. He is staying in a small hotel near a shopping area in 10 district, ở quận 10. Câu số 2, tại sao lại ồn ào? Vì sao thì chúng ta sẽ trả lời là because. There's always, bởi vì luôn luôn, a lot of traffic, bởi vì luôn luôn có những cái xe cộ ngày và đêm, day and night. À, các con đường ở cái thành phố của cậu ấy thì trông như thế nào? They are narrow, chúng thì chật hẹp nhưng sạch sẽ và không có nhiều xe cộ. They are narrow, but they are clean, and there isn't much traffic. Is there, có cái công viên nào ở gần hàng xóm hay là không? No, there isn't. À, cái không khí ở hàng xóm thì như thế nào? À, chúng ta sẽ trả lời là it is fresh, nó thì trong lành. Rồi, ok nha các em. Chúng ta chuyển sang phần Y là phần writing, là phần viết. Như vậy, bài số 1 các em hãy sắp xếp lại cho cô những cái từ sau đây để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Câu số 1 chúng ta sẽ trả lời là there there are many things I like about my neighborhood. À, có rất nhiều điều tôi thích ở khu phố của tôi. Câu số 2, it's very convenient because there is a big supermarket near my house. À, thật là thuận tiện vì có một cái siêu thị lớn ở gần nhà tôi. Câu số 3, there are also many shops, restaurants, and cafe here. À, ở đây cũng có rất nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê. Ba cái từ này các em có thể thay thế nhé. Câu số 4, the streets are wide and clean. Con đường thì rộng và sạch. Câu số 5, chúng ta có the people here are very friendly and helpful. Con người ở đây thì rất là thân thiện và tốt bụng. Các em có thể thay thế từ friendly và helpful đảo ngược lại cũng được. Bài số 2, các em hãy viết lại cho cô câu có sử dụng các từ trong ngoặc không thay đổi nghĩa nha các em. Quang is lazier. Chúng ta có từ lazier là lười biếng. Lười biếng hơn. À, bạn Quang thì lười biếng hơn Hà. Hardworking ngược lại có nghĩa là chăm chỉ. Như vậy chúng ta nói là bạn Hà thì chăm chỉ hơn bạn Quang. Hà is hard,
He is more hardworking than one. Rồi câu số 2. Ở thành phố thì ồn ào hơn village. Trái nghĩa với noisy là peaceful, là yên tĩnh. Như vậy là chúng ta sẽ nói ngược lại thôi. A village is more peaceful than a city. Có một cái bưu điện nằm ở một phía bên của ngôi nhà và cà phê. Như vậy là nằm ở giữa đó các em. Như vậy nhà của mình nằm giữa. My house is between là ở giữa. Cái a post office, cái bưu điện, and a cafe. Can là có thể. Please tell me something. Như vậy các em sẽ nói là can you tell me. Bạn có thể nói cho tôi một vài something về hàng xóm của bạn được không? Neighborhood. Please. Làm ơn. Chúng ta có từ cheap là rẻ, expensive là đắt. Như vậy là apple thì đắt hơn. Apples, các em dùng từ are, tại vì apple đây là số nhiều này, cho nên dùng từ are. More expensive than oranges. Ở bài 3 các em hãy viết cho cô một cái đoạn về hàng xóm của các em, 60 từ. Rồi bây giờ cô sẽ cho các em tham khảo một cái bài của cô, các em có thể nhìn vào nhé. Rồi các em thân mến, như vậy là bài số 4 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong sách bài tập bài số 5. Goodbye.